Xin chào quý vị và các bạn, Phương Thùy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào, mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 6 năm 2023. Mưa lũ tiếp tục dội hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống Trung Quốc từ đêm ngày hôm qua cho đến tận sáng ngày hôm nay, vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến cho nhiều vùng trũng của Trung Quốc bị chìm. Nhiều ngôi nhà cao tới 5-6 tầng cũng bị ngập tới nóc, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm nay, nước này đã trải qua 63 ngày đêm không biết tới ánh sáng mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc liên tục tối đen, mù mịt bởi những cơn mưa từ trên thượng nguồn của con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp đổ về, khiến cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc tiếp tục bị ngập sâu từ 3-5 mét. Thành phố An Huy, một trong những thành phố giáp với cả Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, hôm qua được cho là đã bị dính những trận mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại thành phố An Huy lúc 2 giờ đêm rạng sáng ngày hôm nay lên tới 500mm trên giây, khiến cho một sân bay, một bến cảng, một căn cứ quân sự và 1.698 căn nhà bị ngập lụt và bị phá hủy, thiệt hại ước tính khoảng 80 tỷ nhân dân tệ. Thế nhưng, một người dân tên là Cheng Lijing cho biết, hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn không có động thái gì để lo cho người dân và chính quyền của ông ta đang mải mê đi xâm chiếm ở ngoài Biển Đông. Chúng tôi hoàn toàn tự phải xoay sở và rất nhiều người phải sống trong cảnh nước mất nhà tan, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Thế nhưng những khoản tiền trợ cấp mà một số nước trên thế giới trong đó có Việt Nam ủng hộ quyên góp 100.000 đô la Mỹ cho chúng tôi đã bị chính quyền của ông ta đem đi đầu tư vào quân sự hết rồi. Bây giờ chúng tôi không có lương thực, không có thuốc men nên chúng tôi đành phải chạy đi các nơi để cầu cứu. Chúng tôi định chạy sang Việt Nam nhưng biên giới của Việt Nam đã cửa đóng then cài cho nên chúng tôi kêu gọi Việt Nam hãy mở cửa để cho chúng tôi sang tị nạn. Chúng tôi hứa là sẽ chấp hành đầy đủ luật pháp của Việt Nam cũng như là kiểm tra y tế để tránh lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết không thể tin vào những lời của người Trung Quốc nói được bởi vì họ thường nói một đằng là một nẻo và chúng ta nếu tin vào họ thì sẽ mắc mưu từ chính quyền ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá sốc khi hôm qua ông Tập vừa ký một quyết định cho đóng mới một con tàu sân bay mang tên là Quảng Đông 3. Mục đích là để tăng cường cho lực lượng hải quân của Bắc Kinh tiến ra ngoài Biển Đông để khống chế các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Đây chính là lý do vì sao mà ông Tập đã không xuất hiện trong vùng tâm bão lũ, bởi vì ông Tập còn đang mải mê với những dự định, với những âm mưu toan tính của mình, trong đó có một âm mưu được cho là cực kỳ nguy hiểm. Đó là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã bắt tay với ông Lý Khắc Cường, ông Ngụy Phượng Hòa và bà Hoa Xuân Oánh, quyết tâm trong năm 2023 làm sao chiếm được 95% diện tích ngoài Biển Đông. Khi đó, Trung Quốc sẽ làm bá chủ của thế giới. Ông Tập nói rằng, thông qua con đường lưỡi bò và 7 hòn đảo nhân tạo, Trung Quốc tuyên bố các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới biết được rằng Biển Đông là một phần tất yếu không thể tách rời được đối với Trung Quốc và đó chính là một phần của Bắc Kinh. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của các nước trên thế giới cũng như ở khối ASEAN, ông Tập vẫn quyết định dùng số tiền mà các nước ủng hộ cho người dân lũ lụt của nước mình vào việc đóng thêm một con tàu sân bay mang tên Quảng Đông 3. Con tàu này dự kiến sẽ được hạ thủy vào cuối năm nay để thị uy sức mạnh cũng như là dương oai với cả các nước trong khu vực. Ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cũng là tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã mạnh miệng tuyên bố với truyền thông trong nước và truyền thông của quốc tế khi nói rằng sẽ không có một ai, không có một nước nào kể cả Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức có thể sánh vai được với hải quân của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông nếu như cuối năm nay Trung Quốc đón nhận một con tàu sân bay cỡ lớn hiện đại bậc nhất của thế giới mang tên là Quảng Đông 3. Ông Ngụy Phượng Hòa còn nhấn mạnh các nước rồi sẽ rất phải nể và ngưỡng mộ Trung Quốc bởi vì cuối năm nay, ngoài hai con tàu sân bay đang hoạt động tích cực ở ngoài Biển Đông mang tên là Liêu Ninh và Sơn Đông, thì hải quân của Bắc Kinh còn có thêm một con tàu chiến cỡ lớn bậc nhất trên thế giới nữa và đây chính là sức mạnh quân đội, sức mạnh quân sự và sức mạnh hải quân của Bắc Kinh. Thế nhưng, ngay sau khi bài phát biểu của ông Ngụy Phượng Hòa cũng như ông Tập Cận Bình kết thúc thì các nhà chuyên môn và các nhà quân sự trên thế giới nói rằng con tàu sân bay của Trung Quốc chỉ là hàng mã và hàng rởm.
đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ và bằng sáng chế của các nước trên thế giới để về phát minh ra một con tàu sân bay hòng bắt nạt các nước trong khu vực chứ không thể nào bắt nạt được Mỹ và Nga. Bởi vì hai cường quốc số 1, số 2 thế giới đều hiểu rằng Trung Quốc không thể nào tự đóng được con tàu sân bay. Điều này đã được các chuyên gia quân sự của Nga tố cáo rằng chính quyền ông Tập Cận Bình đã bỏ ra một số tiền để mua lại con tàu sân bay hết đát được thải ra từ Ukraine, sau đó phải nghiên cứu chế tạo ra con tàu sân bay mang tên Liêu Ninh để đi hù dọa các nước trong khu vực. Thực chất, trên con tàu sân bay Liêu Ninh không có một vũ khí khí tài hiện đại nào cả, nhưng phía Trung Quốc lại tung hô rằng đó là một trong những con tàu sân bay hiện đại bậc nhất ở khu vực châu Á và trong khu vực. Không có một nước nào có thể sánh vai được với hải quân của Bắc Kinh, nhưng các nhà quan sát lại cho biết đó chỉ là sự đánh lừa thế giới để thể hiện sự ngông cuồng của Bắc Kinh mà thôi. Chứ thực chất, những con tàu chiến của phía Trung Quốc tự đóng chỉ là hàng nhái, hàng kém chất lượng mà thôi. Hải quân của Mỹ mà cho phóng một quả tên lửa từ những chiến hạm và tàu sân bay thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thì những con tàu của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm ngay tức khắc. Siêu sấm sét đùng đùng đoàng đoàng đánh đúng vào thủ đô Bắc Kinh và một số khu vực khác của Trung Quốc, Biển Đông vẫn tiếp tục dậy sóng khi tàu chiến của Mỹ và Úc áp sát hải quân của Trung Quốc quanh quần đảo Phú Lâm. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, rất nhiều tờ báo của Trung Quốc đưa tin vào đêm ngày hôm qua, bất ngờ một trận siêu sấm sét đã ập đến đánh trúng cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh, khiến các quan chức của nước này phải chui xuống hầm để trú ẩn. Rất may sấm sét đã đánh trúng cột thu lôi, nếu không ông Tập Cận Bình đã bị trúng sấm sét. Theo nguồn tin cho rằng, nếu thần sấm, thần sét có đánh trúng ông Tập Cận Bình đi chăng nữa, thì người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không rửa hết được tội lỗi. Bởi vì những gì mà ông ta gây ra cho thế giới là rất nhiều, có thể kể đến việc ông không ngừng tăng cường lực lượng quân đội, quân sự của Trung Quốc, rầm rộ tiến ra ngoài Biển Đông, hòng chiếm đóng các quần đảo ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, ông Tập còn lợi dụng dịch Covid-19 để bán các mặt hàng như khẩu trang y tế, máy trợ thở cho 50 nước trên thế giới, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha với mức giá trên trời nhằm trục lợi và mang về một lượng tiền khổng lồ cho Bắc Kinh. Không những thế, ông Tập Cận Bình còn lấy tiền ủng hộ của các nước tài trợ cho người dân Trung Quốc bị lũ lụt, thiên tai để tiêu xài. Ngoài ra, ông còn dùng tiền đó đầu tư vào việc đóng tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, còn rất nhiều tội lỗi khác. Chính vì vậy mà mưa to, bão tố cũng như lũ lụt liên tục đổ dồn dập vào phía Trung Quốc, làm cho con đập Tam Hiệp lớn nhất của nước này chuẩn bị vỡ. Và khi nó vỡ, chắc chắn chính quyền của ông Tập sẽ bị xóa sổ, khi đó trên thế giới chắc chắn sẽ được bình yên. Kính thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa mới thu thập được từ những trang mạng xã hội như TikTok và một số tờ báo Trung Quốc cho biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, Trung Quốc đã hứng chịu thêm một trận động đất dữ dội mạnh 5,1 độ Richter, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km. Trận động đất trên đã làm rung lắc mạnh những tòa nhà cao tầng đặt tại thủ đô Bắc Kinh và những vùng lân cận. Còn những nơi gần tâm chấn động đất, nhà cửa đã bị đánh sập. Bởi vì mưa lũ nhiều ngày qua đã khiến cho nền đất ở Trung Quốc đang rất yếu, nay gặp những trận động đất là bị bung lở, khiến cho 30 ngôi nhà bị sập, hàng ngàn hecta hoa màu bị tàn phá, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Không những thế, mưa to đến rất to vẫn tiếp tục dội hàng ngàn tấn nước xuống Trung Quốc. Và theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt Trung ương Trung Quốc thống kê cho biết, tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã vừa tròn 60 ngày đêm không có mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc liên tục xuất hiện màu xám xịt, âm u và đen tối. Nhiều ý kiến cho rằng dường như ông trời vẫn tiếp tục giáng những đòn đau thương xuống Trung Quốc để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình về những đường lối sai trái mà ông ta đã gây ra cho Việt Nam cũng như cho thế giới, và dường như Đức Chúa Trời vẫn chưa buông tha cho Trung Quốc. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, trong một bản tin dự báo thời tiết trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này đã cho biết Trung Quốc tiếp tục phải đón nhận và đối mặt với 8 trận mưa to đến rất to cùng lũ quét. Lũ ống, sạt lở và vòi rồng sẽ xuất hiện ở vùng thượng nguồn cũng như hạ lưu con đập Tam Hiệp và sông Dương Tử. Và nếu như điều này xảy ra thì khả năng cao con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 99%, và các nước cần lưu ý đối với người Trung Quốc vì nhiều khả năng họ sẽ lại tiếp tục vượt biên trái phép, tràn sang để tránh trú khỏi con đập Tam Hiệp và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Mưa bão giật cấp 17 bất ngờ ập vào Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, nhấn chìm một số khu vực ở tỉnh Hồ Nam, khiến cho khu du lịch Phượng Hoàng cổ trấn ở thành phố này tiếp tục bị chìm trong mực nước lên tới 4 mét, nhiều nơi trũng ngập tới 5-6 mét.
khiến cho nhiều người dân của Trung Quốc tiếp tục khăn gói quả mướp, di chuyển đi các nơi để trú ẩn. Còn người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc được cho là vẫn đang mải mê điều quân đội của Bắc Kinh mang theo máy bay, tàu chiến cùng vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương, tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông, hòng đe dọa các nước trong khu vực. Người đứng đầu Trung Quốc được cho là đang đi chiếm đóng các đảo ở ngoài Biển Đông, không lo cho dân chúng của nước mình khi mà lũ lụt và động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, đê bao bị vỡ liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, làm cho hàng triệu người dân của nước này phải chạy toán loạn đi lánh nạn. Rất nhiều dòng người của Trung Quốc tranh nhau bỏ ra 5.000 nhân dân tệ để được môi giới đưa người trái phép vượt biên sang Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả đã bị lực lượng biên phòng của Việt Nam bắt tại trận và cho đi cải tạo gấp nhằm răn đe những tên tội phạm Trung Quốc muốn đưa dịch bệnh lây nhiễm vào đất nước của Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào lúc 19 giờ giờ địa phương tối ngày hôm qua, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong bản tin về dự báo thời tiết đã nói rằng mưa to gió lớn vẫn tiếp tục càn quét nước này. Đến rạng sáng nay, những cơn mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút xuống hàng ngàn tấn nước từ trên trời đổ xuống phía Trung Quốc, làm cho hệ thống điện, đường, trường, trạm tại một số tỉnh như Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy và Tứ Xuyên tiếp tục bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Người dân của Trung Quốc tiếp tục tháo chạy khỏi những vùng lũ quét, sạt lở ở hạ nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp để đi tránh trú. Các nước có đường biên giới giáp với cả phía Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Myanmar là những nước mà người Trung Quốc muốn chạy sang để tránh lũ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!